fry to the rain. Là mì. Để tôi chơi skin này thử. Nó sẽ chạy qua, nó lát đổi lát. Nhưng mà nó đâu có ngờ, gì biết không? Nó đâu có ngờ là Slider chạy ra đây. Xong rồi, Slider đứng cái E. Nó lát lên, nó kéo Slider E nét, nét cái bụp. Phải nó mất cái lát. Nó đứng đây. Xong mới gặp Slider lát kéo. Chưa gặp Slider nữa. Anh em mình là phá sản à. Lát kéo, bùm. Ngọp. Ngọp rồi phải hâm. Ây da, gần nó cứu boss rồi. À, boss nó sắp cứu tới nơi rồi. Boss nó sắp cứu tới nơi đó anh em. Gần nó không cứu phải đó là tụi nó gờ gờ rồi. Hết chiêu rồi. Quỷ này nó hù mình là mất, mình mất xe luôn chứ, yếu bóng vía chưa ta. Hù mất xe luôn chứ. Bị nó hù anh em ơi. Nóng giận mất khôn rồi. AD nóng giận mất khôn rồi. Nami bây giờ cầm Agi á, cầm điểm Agi này nè. Sốc điện nó không có tính nữa. Lucian lên được kiếm mạnh âm đa hông nha. Lên full dam chí mạng. Móc gì cùng phong linh đại bác vô cực. Huyết kiếm cùng xanh. Rồi. AD nó tính biến về nhưng mà đâu có được. Má sao sao quỷ này nó không về vậy trời, ảo thật đấy. Não đờ này mà. Và đã tưởng nó về rồi, tại vì nó cầm nhiều tiền mà. Nó axip 4 mạng nó chưa về á. Tưởng nó về. Đó là khướng quá. Này điểm thúi quá. Hay nè. Ham Blitz nó cứ ở đâu nó xuất hiện cho ta. Nó tàn hình anh em ạ. Blitz nó tàn hình. Nó cứ đâu nó xuất hiện nó kéo vậy. Xíu nó cút hơn cứ xuất cắt. Trời ơi xanh dữ vậy cha anh trai. Anh trai này xanh dữ vậy. Chốt lại skin cơ bòi tôi quýnh dừng hết nụt nhất nha. Chơi mấy skin này nó không có nụt bằng skin cơ bòi. Quen chơi skin kia rồi. Kiếp nó còn né được quy nữa ảo. Cờ kiếp nó né chiêu. Ây da cút. Hai người ta vô nề. Này nó mạnh điên á. Con người xuống chơi nó mới được. Này nó mạnh lắm. Má nó xì ba luôn, lát gờ chết rồi. Ây da, bấm lộn nút nữa chứ. Cái độ xanh nó bấm lộn nút, bấm cùng một lần bấm lộn chứ gờ chứ. Hay gà nha. Hay da. Bình thường giết nó luôn đi, đừng nhường mạng, giết nó luôn đi. Ok. Bấm chứ cùng một lần bấm lộn chứ gờ ta. Nè, phải giết hai thành chết. Sorry. Mẹ. Gì vậy, cái gì vậy?
Trời ơi, bắn nó mất máu luôn á. Sự yếu dữ ta. Nó có mỗi giày giáp thôi mà, bắn yếu quá vậy. Sao hai đồ bắn yếu quá nhờ. Skin này làm đơ giảm 30% sức mạnh của đơ. Phải có skin cao bòi á. Con Ken đó, nó mỏi giày giáp thôi, phải nồi châu. Cầm hai đồ bắn như xịt. Skin này mạnh quá vậy. Hai skin này sao ta? Sao bắn nó cứ khẩn khẩn như ta? Không có được, không có bộ được anh em ơi. Quả nó nên giữ khoảng cách với nó đẹp hơn. Áp sát nó có tốn nhiều máu quá mất cái lát luôn. À, đồng hồ kịp vậy. À, phải để phải đồng hồ kịp là mít mình giết hết rồi. Đuôn bớt cho nó luôn. Ở tìm mình không có mặt cầm bát, ở tìm mình không có thức mặt cầm bát. Em nhớ lại subscribe cho đó, nhớ mời anh em nhiều. Ngày này game này gây được vui lắm vậy. 42k.